Đoàn công tác Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh họp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với nhà máy gang thép Lào Cai. Tỉnh Lào Cai quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh các dự án giao thông kết nối để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương. Tái diễn tình trạng trộm cắp tài sản trên xe ô tô, nhất là vào buổi đêm do người dân chủ quan không khóa cửa xe. Tin trong nước và thế giới. Hà Nội thí điểm phân loại rác thành 4 loại từ tháng 6 tới. Nước Mỹ đang trải qua thiệt hại nặng nề do thiên tai, dù chưa bước vào mùa bão Đại Tây Dương. Xin kính chào quý vị và các bạn. Những nội dung chính vừa rồi đã mở đầu chương trình thời sự tối thứ hai ngày 27 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, hôm nay 27 tháng 5, Quốc hội dành cả ngày thảo luận tại hội trường về dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Các đại biểu đặc biệt quan tâm đến số liệu đáng báo động về số người nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Tháng 4 năm 2024 đã có gần 121.900 người nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cao nhất từ trước đến nay. Dự báo nếu đà tăng này tiếp tục thì năm 2024 ước có khoảng 1,4 triệu người hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Nhiều đại biểu cho rằng cần có những giải pháp tối ưu để đảm bảo cho hàng triệu người lao động không bị ra khỏi lưới an sinh, không được đảm bảo cuộc sống khi về già. Quy định về bảo hiểm xã hội một lần, điều 74 và điều 107 của dự thảo luật nhận được nhiều ý kiến góp ý của đại biểu khi cả hai phương án được đưa ra đều chưa phải là những phương án tối ưu vì chưa giải quyết triệt để tình trạng ồ ạt rút bảo hiểm xã hội một lần và tạo được sự đồng thuận cao. Một số đại biểu đề nghị cần xây dựng phương án mới, kết hợp phương án 1 và 2, đó là người lao động có quyền rút bảo hiểm một lần đối với khoản đóng trực tiếp 8% theo thời gian thực đóng, đảm bảo nguyên tắc có đóng có hưởng. Nhiều ý kiến cũng cho rằng nếu người lao động khó khăn thì nên có chính sách cho vay ưu đãi và cơ chế trả lãi linh hoạt nhằm hạn chế việc người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần hay vướng vào tín dụng đen. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 27 tháng 5, đoàn công tác Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp của Chính phủ do đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban cùng đại diện một số bộ ngành trung ương có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với nhà máy gang thép Lào Cai. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện một số sở ngành, đơn vị liên quan. Theo báo cáo, hiện công tác kiểm tu sửa chữa các hạng mục của nhà máy gang thép Lào Cai đã hoàn thành 90%, dự kiến đến ngày 30 tháng 6 tới sẽ khôi phục sản xuất. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là vấn đề tài chính, khi doanh nghiệp này vẫn đang nợ ngân sách nhà nước, nợ ngân hàng, nợ đối tác và nợ lương bảo hiểm công nhân với số tiền rất lớn. Công ty trách nhiệm hữu hạn khoáng sản và luyện kim Việt Trung đang bị cơ quan quản lý thuế cưỡng chế tài khoản, hóa đơn, một số nhà cung cấp khởi kiện. Bên cạnh đó, đơn vị vẫn chưa giải quyết được bài toán về nguyên liệu do thủ tục đóng cửa mỏ khá chậm. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường khẳng định, Lào Cai đã hỗ trợ tốt nhất để nhà máy sớm đi vào hoạt động trở lại. Việc này không chỉ giải quyết việc làm cho trên 1.000 lao động mà còn đóng góp vào ngân sách địa phương. Vấn đề là cần có sự gỡ khó từ trung ương, nhất là việc hoàn thiện thủ tục đóng cửa mỏ và xử lý lượng quặng tồn đã khai thác. Thì tháng 1 năm 2024 thì VTM đã chính thức là trình cái hồ sơ đóng cửa mỏ. Nhưng bây giờ thì đến 5 tháng thì nó vẫn còn rất nhiều các vướng mắc. Chúng tôi chỉ có kiến nghị là thực hiện đóng cửa mỏ. Đối với hoạt động của VTM ấy, thì trên cơ sở các cái nội dung đó thì chúng tôi thấy rằng ấy là về thẩm quyền ấy, thì cũng là lại của các bộ ngành trung ương. Thứ nhất là có muốn di chuyển 194.000 tấn ra ngoài thì vẫn phải là Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên tham mưu. Ý kiến phát biểu của đại diện một số bộ ngành cũng chỉ rõ các quy định, điều kiện cần để nhà máy gang thép Lào Cai sớm hoàn thiện thủ tục đóng cửa mỏ, cũng như tiêu thụ lượng quặng sắt, quặng hiện đã khai thác nhưng vẫn tồn. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đề nghị giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Ủy ban Quản lý vốn cần có sự thống nhất nội dung để sớm báo cáo Bộ Chính trị về phương án xử lý khó khăn của dự án. Về phía doanh nghiệp, cần làm rõ trách nhiệm của ba bên liên doanh, có phương án sản xuất đảm bảo hiệu quả, bền vững, lâu dài. Tổng công ty thép không có một cái chiến lược dài hơi và không có cái sự không ba bên liên doanh của VTM này mà không ngồi được với nhau và không thống nhất được những vấn đề thì tôi cho rằng là rất khó. Cơ cấu lại VTM là trách nhiệm của doanh nghiệp. Tất nhiên chúng tôi có thể hỗ trợ, nhưng tôi cho rằng là với một cái liên doanh như thế này
mà không có giải pháp để lớn hơn, đó là đầu tư đến chế biến sâu nữa, thì ngoài chúng ta không làm được thì nó thật không chỉ chả có cơ hội gì để xin giấy phép rồi. Người đứng đầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với bộ ngành liên quan sớm hoàn thiện thủ tục đóng cửa mỏ ngay trong tháng 6 để báo cáo Bộ Chính trị về phương án xử lý đối với nhà máy gang thép Lào Cai theo quy định. Sáng nay 27 tháng 5 tại xã Can Cấu, Ủy ban nhân dân huyện Simacai tổ chức lễ phát động tuần lễ quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn năm 2024. Tuần lễ tập trung vào các chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về bảo vệ, sử dụng nguồn nước an toàn tiết kiệm, giữ gìn vệ sinh môi trường sống, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh. Tổ chức ra quân dọn vệ sinh tại hộ gia đình và khu vực công cộng, tu sửa công trình cấp nước. Đặc biệt, huyện quyết tâm phấn đấu hoàn thành xây dựng 5 cụm công trình cấp nước sạch cho các xã thị trấn trên địa bàn. Cùng với lễ ra quân, Ủy ban nhân dân huyện Simacai yêu cầu các cơ quan chuyên môn phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền vận động để việc bảo vệ nguồn nước, vệ sinh môi trường trở thành thói quen hàng ngày của người dân cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, với 36 dự án đường giao thông cấp tỉnh đang triển khai, chiều dài 340 km, tổng nguồn vốn gần 4.800 tỷ đồng, tỉnh Lào Cai đang quyết liệt chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ. Mục tiêu là sớm đưa các công trình vào sử dụng, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nhất là ở những địa bàn khó khăn. Với chiều dài gần 17 km, tổng mức đầu tư trên 330 tỷ đồng, khi hoàn thành, dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường kết nối từ cầu Làng Giàng đến quốc lộ 70 sẽ giúp ngắn quãng đường kết nối với thành phố Lào Cai trên 10 km, được kỳ vọng thúc đẩy liên kết vùng, tạo động lực phát triển kinh tế một số xã, không chỉ của huyện Bảo Thắng mà cả vùng phụ cận. Bởi vậy, ngay khi triển khai, hầu hết các hộ dân trong vùng dự án đều đồng thuận nhường đất để công trình đảm bảo tiến độ. Rút ngắn thời gian cho bà con từ đây về Lào Cai 15 cây so với cái tuyến đường 70. Và qua đây thì bà con thì cũng rất là ủng hộ và cũng hiến đất chấp hành để tạo điều kiện cho chủ đầu tư làm nhanh nhất để thông tuyến. Đẩy mạnh tuyên truyền, linh hoạt vận dụng các chính sách, xây dựng phương án tái định cư hợp lý. Những yếu tố này đã giúp huyện Bảo Thắng từng bước gỡ được nút thắt liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Đến nay, 98% mặt bằng sạch đã được bàn giao cho đơn vị thi công. Tìm hiểu rõ từng hoàn cảnh để từ đó thì vận dụng cho phù hợp và cũng phân tích các đối tượng, ví dụ như là đối tượng là hội nông dân, hội phụ nữ, rồi các kênh mặt trận kêu gọi các cái nguồn lực có thể hỗ trợ ở ngoài giúp cho gia đình để gia đình có thể hỗ trợ thêm một phần nào. Hiện khối lượng thi công dự án được kết nối từ cầu Làng Giàng đến quốc lộ 70 đã đạt gần 70%, dự kiến tháng 9 tới sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Cuối tháng 6 sẽ cơ bản là thảm được tất cả những vị trí mà đã có mặt bằng thông để đảm bảo cho việc đi lại của người dân được thuận lợi, thường xuyên đôn đốc nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ, tăng các mũi thi công và tăng máy móc làm sao để sớm đưa dự án vào khai thác. Lào Cai đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ thực hiện khoảng 3.000 km gồm đường giao thông nông thôn và hệ thống đường tỉnh, huyện, trong đó dành nguồn kinh phí gần 10.650 tỷ đồng để nâng cấp cải tạo gần 700 km đường tỉnh. Với quan điểm giao thông đi trước để mở đường, tỉnh đang tập trung chỉ đạo quyết liệt, tháo gỡ khó khăn, quyết tâm tạo đột phá mạnh mẽ về hạ tầng giao thông trong nhiệm kỳ này. Và như vậy thì nếu mà chúng ta hoàn thành được 3.000 cây số về giao thông này, thì tất cả hệ thống về hạ tầng kỹ thuật chúng ta ở cấp huyện và cấp xã ấy, sẽ có sự thay đổi rất lớn, phục vụ cho cái phát triển về kinh tế xã hội, phục vụ cho việc lưu thông hàng hóa. Và từ đó gắn với cái việc kể cả đầu tư như thế cũng là đầu tư cho du lịch, cũng là đầu tư cho xóa đói giảm nghèo. Và như vậy là tác động rất lớn đến đời sống của nhân dân. Bên cạnh hệ thống đường tỉnh, huyện, một số dự án giao thông trọng điểm như dự án cầu Bản Vược Ma Sái bắc qua sông Hồng, dự án cảng hàng không Sapa hay dự án mở rộng đường cao tốc Nội Bài Lào Cai lên quy mô 4 làn xe sẽ tạo đòn bẩy giúp Lào Cai cụ thể hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng theo tinh thần nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị. Qua tổng hợp của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bảo Yên, đàn trâu của địa phương, một giống trâu của quốc gia, đã giảm khoảng 2/3 so với 10 năm trước.
Hiện toàn huyện chỉ còn khoảng 9.000 con trâu. Nguyên nhân chính khiến đàn trâu sụt giảm mạnh là do đồng cỏ bị thu hẹp, nhu cầu sức kéo được thay thế bằng máy móc nên người dân không còn duy trì đàn trâu số lượng lớn. Trước đó năm 2011, huyện Bảo Yên từng triển khai dự án phát triển và xây dựng thương hiệu trâu Bảo Yên, trong đó chọn 5 xã trọng điểm gắn với xây dựng nông thôn mới là Nghĩa Đô, Vĩnh Yên, Xuân Hòa, Tân Dương và Việt Tiến. Trâu Bảo Yên được công nhận là trâu giống quốc gia từ những năm 1960, khi Việt Nam nhập khẩu và lai thành công trâu Mura từ Ấn Độ với trâu địa phương. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, tại thành phố Lào Cai, tình trạng kẻ gian lợi dụng sơ hở trộm cắp tài sản trên xe ô tô, nhất là vào buổi đêm, dù không mới, song lại nhức nhối trở lại trong thời gian gần đây. Dù đã được tuyên truyền cảnh báo, nhưng nhiều người dân vẫn chủ quan, chưa chú ý bảo vệ tài sản của mình, tạo cơ hội cho các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp. Thưa quý vị, vào lúc 3 giờ 41 phút rạng sáng ngày hôm nay 27 tháng 5, một chiếc ô tô đỗ trên vỉa hè thuộc tuyến phố An Dương Vương đã bị một kẻ lạ mặt vào trộm đi toàn bộ giấy tờ trên xe. Lý do mà kẻ lạ mặt này có thể mở cửa chiếc xe đó là do chủ nhân đã quên khóa cửa xe. Theo trích xuất camera từ hộ dân, kẻ lạ mặt này đi dọc tuyến phố An Dương Vương. Khi đến trước cửa nhà bà DTT, phát hiện ô tô chưa khóa cửa, đối tượng quan sát và nhanh chóng mở cửa xe, thực hiện hành vi trộm cắp. Thì tôi cũng thấy là không phải là chỉ đến một mình xe nhà tôi, mà đối tượng đã đi để kiểm tra những xe khác xung quanh đó, để xe nào có thể mở được cửa là có thể là đột nhập để lấy tài sản. Ở đây chúng ta không có bãi đỗ xe và không có người trông xe, mà hầu hết dân là để xe vệ đường. Gần đây, nhiều hộ dân trên các tuyến đường như An Lạc, Ban Mai, Bùi Đức Minh, khu đô thị Phú Gia của phường Bắc Cường cũng không yên tâm khi xuất hiện tình trạng một số đối tượng khả nghi thường xuyên lang thang trên phố vào đêm muộn, lợi dụng sơ hở của người dân, mở cửa xe ô tô đỗ bên đường để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Thời kỳ gần đây thì là có những cái phần tử ấy, không hiểu nó ở đâu đến, nó cứ đi lục như thế, nó không phải là ở nguyên. Bắt đầu ở cái phố An Lạc này bị lần này lần thứ hai rồi. Và trước thì ở trong Pitico. Thế cho nên bây giờ tất cả người dân của mình ở đây thì của người nào thì người phải lo cho chính bản thân gia đình nhà mình thôi. Dù đã chủ động nhắc nhở người dân nâng cao ý thức cảnh giác, đồng thời truy xét, xác minh các đối tượng, nhưng công an thành phố Lào Cai cho biết, lực lượng cũng gặp khó trong việc xử lý khi nhiều đối tượng là trẻ vị thành niên. Các cháu thì đa phần cũng đều là bỏ học mà cũng nghiện điện tử, nghiện game. Sau khi mà chúng tôi rà soát giữ được các cháu thì liên hệ với gia đình để bàn giao lại cho gia đình các cháu quản lý. Thế tuy nhiên là gia đình cũng từ chối không nhận. Sau khi mà từ chối không nhận thì chúng tôi thuê phương tiện đưa các cháu về giao cho chính quyền địa phương, nhưng mà cũng chỉ được ngày 1, ngày 2 lại cũng lại thấy các cháu xuất hiện ở đây rồi. Tại hầu khắp các tuyến phố của thành phố Lào Cai, tình trạng đậu đỗ ô tô trên vỉa hè, lề đường, nơi công cộng rất phổ biến. Đây chính là cơ hội để kẻ xấu thực hiện hành vi trộm cắp. Vì vậy, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản của mình, đồng thời tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong tố giác tội phạm. Với cách làm phù hợp, chiến dịch tăng cường truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Bắc Hà đã đạt được nhiều kết quả. Kết thúc đợt một của chiến dịch, toàn huyện đã có gần 3.000 lượt người dân được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, kế hoạch hóa gia đình. 612 người sử dụng các biện pháp tránh thai lâm sàng, 1.288 người sử dụng biện pháp tránh thai phi lâm sàng. Để chiến dịch thành công, công tác truyền thông vận động đã được chú trọng. Đặc biệt, chiến dịch được thực hiện đến tận cơ sở đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vùng khó khăn được tiếp cận và sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng cuộc vận động mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo của Hội Chữ Thập Đỏ, nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân đã và đang tích cực hưởng ứng nhận đỡ đầu, hỗ trợ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các địa phương trong tỉnh, qua đó lan tỏa những tấm lòng nhân ái, cùng chung sức đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Bố vướng vào tệ nạn, mẹ bị bệnh, gia đình thuộc diện hộ nghèo, nhưng em Hoàng Thị Thanh Thảo vẫn luôn nỗ lực học tập và nuôi ước mơ trở thành bác sĩ. Đồng hành cùng Thảo, những bố mẹ đỡ đầu tại Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Lào Cai đã hỗ trợ,
động viên, giúp cho cô học trò nghèo này có thêm động lực, niềm tin, dần hiện thực hóa ước mơ của mình. Được bố mẹ nuôi giúp đỡ thì em cảm thấy đỡ vất vả hơn. Đó là một cái động lực giúp em cố gắng lớn. Ước mơ sau này của cháu là bác sĩ. Cháu sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này giúp đỡ và khám bệnh cho những người trong gia đình và mọi người trong cộng đồng. Mặc dù cái sự hỗ trợ đó nó không nhiều, nhưng hy vọng rằng là qua cái công tác nhận cái việc nhận đỡ đầu đó thì chúng tôi góp một phần nào đó lan tỏa cái cuộc vận động mỗi tổ chức mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, cũng như là giúp đỡ ra đây một phần nào đó cho gia đình cũng như bản thân cháu vươn lên trong cuộc sống rồi là học tập. Không chỉ tích cực vận động, kêu gọi kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ cho học sinh nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mà cá nhân bà Vàng Thị Mai Hương, Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh, cũng đã nhận đỡ đầu em Chu Thị Mai Trang, một trong những trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Thẩm Dương, huyện Văn Bàn. Với mức hỗ trợ 300 đến 500 nghìn đồng trên một tháng, cùng nhiều đồ dùng khác như quần áo, sách vở, đã giúp em có điều kiện đến trường. Chúng tôi là mong muốn rằng là thông qua cuộc vận động thì sẽ lan tỏa nhiều hơn nữa những trường hợp khó khăn như người già không nơi nương tựa, những trẻ mồ côi, những người khuyết tật mà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần cái sự trợ giúp của cộng đồng, của xã hội. Lào Cai hiện có gần 1.700 người, trong đó 730 trẻ em mồ côi, 133 người già neo đơn và gần 830 người có hoàn cảnh khó khăn đang nhận được sự hỗ trợ, đỡ đầu từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm. Với vai trò cầu nối, các cấp Hội Chữ Thập Đỏ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, cùng kết nối, chia sẻ yêu thương, nhân lên những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng. Tiếp theo chương trình, Hà Nội thí điểm phân loại rác thành 4 loại từ tháng 6 tới. Xảy ra vụ nổ súng tại một trường tiểu học dành cho nữ sinh Do Thái tại thành phố Toronto, Canada. Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn gửi Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc vận hành các hồ chứa trên lưu vực sông Hồng trong thời gian cuối mùa cạn năm 2024. Lưu vực sông Hồng đang trong thời kỳ cuối mùa cạn, chuẩn bị sang mùa lũ. Mực nước hiện tại của các hồ chứa đều đang ở mức cao, trong đó mực nước của các hồ Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang cao hơn mực nước tối thiểu quy định. Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu tính toán kỹ lưỡng phương án điều chỉnh vận hành theo hướng linh hoạt các yêu cầu về đảm bảo mực nước trước lũ của các hồ chứa. Quá trình vận hành giảm thiểu việc gia tăng dòng chảy đột biến về hạ du, hạn chế tối đa việc phải xả thừa gây lãng phí nguồn nước và đảm bảo hiệu quả phát điện. Từ tháng 6, 23 phường tại 5 quận của thành phố Hà Nội sẽ thí điểm phân loại rác thành 4 nhóm, tiến tới triển khai trên toàn thành phố trong năm 2026. 5 quận tham gia thí điểm giai đoạn 1 phân loại rác sinh hoạt tại nguồn thành 4 nhóm là Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Nam Từ Liêm. Thời gian thí điểm giai đoạn 1 từ tháng 6 năm 2024 đến quý 1 năm 2025. Sau đó, các quận tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, điều chỉnh phương án để tiếp tục thí điểm giai đoạn 2 trong các tháng còn lại của năm 2025. Theo Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, các địa phương phải phân loại rác tại nguồn. Công nhân môi trường sẽ từ chối thu gom rác không phân loại, hộ gia đình cá nhân không chấp hành sẽ bị phạt từ 0,5 đến 1 triệu đồng. Trên thế giới, các nhà lãnh đạo Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đã nhóm họp thượng đỉnh tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Đây là hội nghị thượng đỉnh ba bên lần đầu tiên trong hơn 4 năm rưỡi qua giữa ba nước Đông Bắc Á, được kỳ vọng sẽ tạo đà cho việc ba nước khôi phục và bình thường hóa quan hệ hợp tác. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ hy vọng ba nước sẽ cùng nhau hợp tác để đóng góp cho hòa bình và thịnh vượng trong cộng đồng quốc tế trong bối cảnh khủng hoảng toàn cầu và xung đột địa chính trị. Về phần mình, Thủ tướng Nhật Bản cũng nhấn mạnh ba bên cần có các cuộc thảo luận sâu để thảo luận những biện pháp hợp tác cụ thể phù hợp với tình hình thế giới hiện nay.
Trong khi đó, Thủ tướng Trung Quốc nhận định ba quốc gia Đông Bắc Á sẵn sàng tìm kiếm sự hợp tác cùng có lợi và cùng thắng. Tổng thống Pháp đã tới Đức bắt đầu chuyến công du kéo dài 3 ngày nhằm khẳng định quan hệ vững chắc giữa hai nền kinh tế hàng đầu Liên minh châu Âu-EU. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia Pháp tới Đức trong 24 năm qua. Tại Berlin, Tổng thống Pháp đã có cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà. Phát biểu với báo giới, hai nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh đến quan hệ hữu nghị bền chặt song phương không chỉ có ý nghĩa với hai nước mà còn với cả châu Âu. Theo lịch trình, trước khi kết thúc chuyến thăm, chiều ngày 28 tháng 5, Tổng thống Pháp sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Đức ở Berlin. Đức và Pháp, hai nền kinh tế lớn nhất EU, từ lâu đã được coi là động lực của hội nhập châu Âu, dù giữa Berlin và Paris thường có quan điểm khác biệt trong nhiều vấn đề, đặc biệt là chính sách quốc phòng. Tây Ban Nha, Ireland và Na Uy đã xác nhận sẽ chính thức công nhận nhà nước Palestine vào ngày 28 tháng 5, trong bối cảnh Liên minh châu Âu-EU đã kêu gọi thực thi giải pháp hai nhà nước trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho xung đột tại Trung Đông hiện nay. Phát biểu họp báo chung với Thủ tướng Palestine tại Brussels, đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại EU đã nhấn mạnh cần có một chính quyền Palestine đủ mạnh để đạt được hòa bình và điều này cũng có lợi cho Israel. Về phần mình, Thủ tướng Palestine đã đánh giá cao quyết định dũng cảm của Tây Ban Nha, Ireland và Na Uy trong việc công nhận nhà nước Palestine, ủng hộ nỗ lực trở thành thành viên đầy đủ của Liên Hợp Quốc theo một nghị quyết của Đại hội đồng hồi tháng 5. Đến nay đã có hơn 140 quốc gia công nhận nhà nước Palestine. Nước Mỹ đang trải qua thiệt hại nặng nề do thiên tai, dù chưa bước vào mùa mưa bão Đại Tây Dương trong tháng 6. Những ngày qua, mưa bão kèm lốc xoáy kéo dài nhiều tuần ở miền Trung nước này đã khiến hàng trăm khu vực phải ban bố tình trạng thảm họa, trong khi con số thương vong cũng lên tới hàng trăm người. Tại Texas, có tới 106 hạt, tương đương 1/3 tổng số hạt trên cả bang, đã phải ban bố tình trạng thảm họa sau khi hàng loạt lốc xoáy quét qua bang này, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực tiến hành đợt tìm kiếm cuối cùng để đảm bảo công tác cứu hộ cứu nạn. Theo các chuyên gia, thời tiết khắc nghiệt hơn với bão và lốc xoáy sẽ tiếp tục tác động đến khu vực miền Trung nước Mỹ vào cuối tuần này. Theo truyền thông Canada, một vụ nổ súng đã xảy ra tại một trường tiểu học dành cho nữ sinh Do Thái tại thành phố Toronto. Dù vụ việc không gây thương vong, song cảnh sát đang tiến hành truy lùng những đối tượng liên quan. Cảnh sát sở tại cho hay hai đối tượng nghi phạm đã xuất hiện từ một xe tối màu do một đối tượng thứ ba điều khiển. Hai đối tượng này sau đó nổ 5 phát súng và tẩu thoát. Theo nhà chức trách, hiện còn quá sớm để xác định liệu động cơ vụ việc có phải là khủng bố hay thù hận hay không. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành truy bắt nghi phạm và điều tra làm rõ vụ việc. Dù vụ nổ súng không gây thương vong, song mặt trước của ngôi trường đã bị hư hại. Nhà chức trách cũng tăng cường cảnh sát tuần tra trong khu vực, cũng như tại các trường học và giáo đường Do Thái khác gần đó. Thưa quý vị và các bạn, với người bố y, tất cả các tháng trong năm đều có những ngày lễ, ngày hội. Nhưng quan trọng nhất chính là lễ hội mùng 8 tháng 4, hay còn gọi là Tết Sử Dê Bà. Đây được coi là Tết cầu tài, cầu lộc, cầu may mắn cho bản làng của người bố y. Đồng thời cũng cảm tạ châu thần đã giúp đỡ người dân có cuộc sống ấm no hơn. Những hình ảnh độc đáo về Tết Sử Dê Bà của người bố y ở xã Thanh Bình, huyện Mường Khương sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn trong một khoảnh khắc Lào Cai hôm nay. Bày một cái mâm mà mang hình tượng đầu trâu rất là đặc sắc đẹp, nhưng mà đặc sắc hơn cả đó chính là phần văn nghệ cho mỗi buổi lễ như thế này, được các chị em tập luyện hàng tháng trời ạ. Xin
Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm 27 sáng ngày 28 tháng 5 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, suốt nhiều ngày qua, các khu vực trong tỉnh từ vùng thấp đến vùng cao đều nằm trong hình thái ngày nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ trung bình ngày từ 24 đến 34 độ. Được nhận định dạng thời tiết này sẽ duy trì sang tuần này và sẽ mưa nhiều vào những ngày giữa tuần. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, do chịu ảnh hưởng của hiện tượng El Nino nên năm nay mùa mưa sẽ đến sớm hơn và nắng nóng cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn so với những năm trước. Ở Lào Cai, đêm nay và ngày mai, gió tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa phía nam dạnh áp thấp có trục ở khoảng 24 đến 27 độ vĩ Bắc, kết hợp với vùng hội tụ gió yếu, nên thời tiết các địa phương trong tỉnh nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, vùng cao đêm về sáng trời rét. Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông liên tiếp trong nhiều ngày sẽ đẩy nguy cơ sạt lở đất đá ở các sườn núi dốc, ngập úng cục bộ ở các vùng trũng thấp. Vì vậy, các địa phương và người dân cần đề phòng cao độ dạng thiên tai này, tránh gây thiệt hại về người và hoa màu vụ hè đang đến kỳ thu hoạch rộ. Còn sau đây, chúng tôi sẽ thông tin thời tiết chi tiết cho các khu vực trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi thấp nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Vùng đồi núi cao nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào nhẹ vài nơi, ngày giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời se lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Thành phố Lào Cai nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Khu du lịch Sapa nhiều mây, đêm có lúc có mưa, mưa rào nhẹ, ngày giảm mây trời nắng, gió tây bắc cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Khu du lịch Bắc Hà nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời se lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.